Quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, chiều nay Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị phát động chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn. Tại hội nghị phát động, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh sự nỗ lực, quyết tâm và phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã giúp Hưng Yên đạt được nhiều phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển, tổng sản phẩm đạt trên 131.000 tỷ đồng, đứng thứ 16 trên 63 tỉnh thành, thu ngân sách thuộc top đầu cả nước năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,93%, thấp hơn mức bình quân các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, ngày càng vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo luôn được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm, thực hiện tốt và huy động sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người dân tham gia tích cực. Phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, tỉnh Hưng Yên kêu gọi các cấp, các ngành, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước hãy ủng hộ chủ trương của tỉnh để tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình người nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam có được ngôi nhà kiên cố, tạo điều kiện để người nghèo an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống ở mức khá hơn. Đồng thời, tỉnh cũng cam kết sẽ triển khai hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, kịp thời. Sau khi mà số tiền đã được quyên góp về Mặt trận Tổ quốc, thì Mặt trận Tổ quốc sẽ cùng với lại các huyện, thành phố, thị xã khảo sát và ứng trước cho các hộ khoảng 10 triệu. Thế sau đó thì các hộ xây lên, là khi xây lên rồi thì chính xác là tức là các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam thì để đảm bảo là xây đúng mục đích, có nghĩa là xây nhà xong thì 70 triệu tiếp tục sẽ trả lần hai, tức là tổng hỗ trợ mỗi một căn là 8 triệu, thế còn là sửa chữa là 40 triệu. Thì nội dung đó thì khi nào bắt đầu làm thì mới được hỗ trợ, còn chỉ ứng trước chỉ một phần thôi để đảm bảo là khi các hộ nghèo được hỗ trợ thì đảm bảo xây đúng mục đích và không phải chi sai đối tượng. Tại hội nghị, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận sự ủng hộ của 9 đơn vị với số tiền 104 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao ủng hộ 500 căn nhà với số tiền 40 tỷ đồng. Các đơn vị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Ecopark, Tập đoàn Hợp Phát, Tập đoàn Matires Group mỗi đơn vị 8 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về quan tâm chăm lo đời sống của gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam, hậu quả của chiến tranh để lại. Đồng chí nhấn mạnh những tư tưởng xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về chính sách an sinh xã hội và luôn được quan tâm thực hiện ở tất cả các thời kỳ phát triển của đất nước. Đặc biệt là lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm, sự quan tâm đến công tác này. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Chủ trương của Đảng, Nhà nước là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân, bất kể ai. Đấy, có những người trong xã hội với những hoàn cảnh người ta như thế này, như thế khác, thì Nhà nước phải có trách nhiệm và phải hỗ trợ. Đây là cái mục tiêu của chúng ta, mục tiêu của cách mạng thôi, khi vận động quần chúng nhân dân đi theo Đảng, đi theo Nhà nước là được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trong này có những người có công với đất nước, có những người hậu quả của chiến tranh, gia đình người ta phải tham gia. Chúng ta phải có trách nhiệm vào cái việc đó. Đây không phải chỉ là tình thương nữa, kể cả là trách nhiệm. Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của chính quyền, của cấp ủy các cấp, của mọi người dân. Tỉnh Hưng Yên thì
một trong tỉnh cũng đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội. Không phải chỉ riêng tỉnh Hưng Yên đâu, mà tỉnh Hưng Yên đã giúp những địa phương khác, những tỉnh khác trong chương trình xóa đói giảm nghèo, vì đây là cái sự hỗ trợ chung. Tôi mong rằng cấp ủy chính quyền tỉnh Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực, nhất là các tập thể cá nhân, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân với tình yêu thương, đùm bọc truyền thống của con người đất nước Việt để đóng góp thiết thực vào chương trình rất nhân văn ý nghĩa này. Tổ chức rà soát chặt chẽ, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, đóng góp để góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Đấy, Hưng Yên là một cái tỉnh vô cùng thuận lợi. Một cái này phải tuyên bố sớm, tôi rất hy vọng là cái năm nay càng sớm ngày nào càng tốt ngày. Nếu năm 2025 lâu quá. Đấy. Mà nhà nghèo xong rồi nữa, có đủ nhà ở rồi thì cuộc sống nó phải ấm no hạnh phúc lên. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, đặc biệt trước mắt là thực hiện nhanh chóng chương trình để hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam sớm được an cư, lập nghiệp trên những căn nhà mới. Đồng thời, yêu cầu các sở ban ngành địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả đúng chủ trương, mục đích và chức năng, nhiệm vụ được giao. Như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Đại tướng, ngay trong tháng 3 này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ ban hành một cái chính sách mới về trợ giúp xã hội với cái mức chuẩn cao hơn là mức quy định chung của chính phủ và mở rộng các đối tượng được hỗ trợ cái chính sách bảo trợ của tỉnh. Một lần nữa, thay mặt cho tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tất cả những người nghèo, những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và ngân hàng đã luôn dành tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, chăm lo, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và cải thiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chương trình chung tay hỗ trợ xây nhà ở đối với hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên năm 2023 được thực hiện ngay trong tháng 3 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.